Chào các bác, tôi đang có mặt ở cây Vạn Phúc Hà Đông nhé. Mày ra chưa bác? Chả thấy chủ nhà đâu nhưng mà cây vẫn bày bán rồi. Có nhiều cây đẹp quá, lâu lâu mới ra được. Đầu tiên nhá, các bác nhìn quang cảnh nhé. Quang cảnh nhé, của một góc chợ thôi, tôi chỉ quay được một góc chợ thôi. Đấy. Đầu tiên là hàng dưới cùng, cây mini, cây kim quýt nhỏ rất là duyên nhé. Cây kim quýt không có chủ, có chủ ấy để hỏi xem là giá cả như nào. Đây là một dãy linh san. Cây này có phải khế, đúng là cái khế rồi. Nhưng mà lá thì là rất là nhìn là lạ. Thân thì đúng là khế. Cây này là cây cóc thì phải. Tôi đang tìm cây cóc. Cô chủ ra thì sẽ hỏi cây này. Thích cây cóc. Để trong cái gốc nó to tí. Đây nha. Giống lan bình rượu, cái này tôi không biết tên là gì. Giống kiểu lan bình rượu. Là cây mây chiều. Cây mây chiều nhé. Cây mây chiều các bác mà để ý xem video trước của tôi ấy, thì cái cây này nó chưa được cắt tỉa, hôm nay được cắt tỉa mình gọt gà, các bác nhìn thấy thích không? Đấy, có lẽ là che cái ô hơi tối. Đấy, các bác xem nhé, củ rất to. Củ rất to, bên cạnh là cái mai số thủy. Đấy, các bác nhìn lại, cây cóc thôi nhé. Cây hôm nay rất nhiều linh san, một gốc linh san theo phong cách cụm rừng. Thêm nữa rất bề thế, một kia có một cây hải châu rất hay, đang rất chờ quả. Gốc me, một gốc me rất là đồ sộ, như gốc này đấy, cho ngón tay vào cho các bác biết nó to nào. Đề, bùa đề. Đi xa, đang rất nhiều hoa quá. Cắt đổ. Đây cũng cần mình sàn rất hay này. Lá siêu dí, rất nhiều hoa, rất hay nhá. Một tên lỗ ở dưới cây rất là thiên nhiên, rất hay, tôi thích cây này. Không phải đang bị ngược sai. Bên kia là con đề, chủ đề, con bút nó rất là đỏ. Cây me rất là kỳ cổ, kỳ dị.
cây mè này thì tới tôi hỏi đấy nha. Cây mè này lắm, già gốc xanh gốc, bộ gốc bệ rất là tốt, cây tán ok rồi. Kim quýt nhỏ nhỏ nữa. Cây me. Cây me trực biết này. Rất già. Cái này chắc có quả. Rất già. Tôi đi sang phía kia thì sẽ quay kỹ hơn. Vừa quá. Đấy, cái cây mè mà lúc nãy tôi nói các bạn lại gần một tí. Đấy. Tiền cũng khá khá đấy. Không đơn giản. Quay lại cái cây đề này. Cái lộc bút rất đỏ. Thì chắc không chết thì cái cây này làm sao kìa. Hôm nay rất nhiều con xanh bám đá ở đây. Dài từ sát ngọn xuống đến tận gốc luôn. Cây vuông đây, nhìn kỹ cái cây vuông đó. Đó, nó chạy từ sát ngọn xuống tận gốc. Cây sung rất to, cây sung phôi nhưng mà rất to. Người ta vẫn đang rể rườm rà nhưng mà sung là đang có quả. Đấy, thân này. Cây bồ đề. Cây là cây bồ đề. Và hết cả mắt các bác. Con cây chè này.
có một cái chè ta đấy, chè xanh đấy. Này thì vừa mà có hoa có quả lại lá vừa ăn nước được, rất hay. Cây liệu đang rất nhiều quả. Đây tôi quay mặt sau của cái cây chắc hôm trước. Các bác xem kỹ lại cái video trước tôi có cái giới thiệu bên này nhé. Đây, mặt sau của cái cây gốc me mà tôi đang thích đấy. Châu đang nhiều quả đây, rất nhiều quả. Có dịp đi nữa tôi sẽ hỏi bà chủ xem giá cả nào rồi update lại các bác nha. Cảm ơn các bác theo dõi video.